Jurgen Klopp không chỉ là huấn luyện viên cuối cùng lật đổ chức vô địch Bundesliga của Bayern Munich, ông hiện tại cũng là huấn luyện viên đầu tiên dẫn dắt Liverpool và đã làm điều tương tự bằng cách xoán ngôi Manchester City, vốn được nhiều người coi như một trong những đội bóng vĩ đại nhất từ trước cho đến nay. Kể từ khi kế nhiệm Brendan Rodgers vào năm 2015, Jurgen Klopp đã thay đổi câu lạc bộ rất nhiều, dẫn dắt Liverpool tới các trận chung kết Champions League liên tiếp và giành chức vô địch. Với việc chiêu mộ Salah, Andy Robertson, Van Dijk và Alisson đã có những ảnh hưởng vô cùng ấn tượng, và ông cũng nuôi dưỡng những tài năng của Trent Alexander-Arnold và Joe Gomez, đồng thời hồi sinh Roberto Firmino và Jordan Henderson. Phong cách chơi: khi Klopp lần đầu tiên đến Anfield, Liverpool thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Họ áp dụng phương pháp phản công ưa thích của huấn luyện viên. Bộ tứ tấn công thường xuyên dẫn đến những pha pressing. Họ được yêu cầu tạo áp lực cao sau khi mất bóng và do đó trở thành mối đe dọa lớn nhất trong quá trình chuyển đổi trạng thái của đối phương. Nhưng sự thay đổi đáng kể nhất là lối chơi kiểm soát bóng và chuyển sang sơ đồ 4-3-3 kể từ đầu mùa giải 2018-2019. Đội bóng này vẫn đặc biệt hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái, nhưng lại ngày càng chứng tỏ được khả năng chiếm ưu thế của mình về quyền kiểm soát bóng. Việc sử dụng Robertson và Trent Alexander-Arnold ở vị trí hậu vệ cánh dâng cao góp phần giúp Sadio Mane và Salah bó vào trong nhiều hơn, nơi họ kết hợp với số 9 ảo có tầm ảnh hưởng tương tự, đó là Firmino. Giống như Messi tại Barcelona, cầu thủ người Brazil thích lùi sâu để tạo ra sự quá tải ở hàng tiền vệ và liên kết lối chơi. Robertson cùng với Trent Alexander-Arnold dâng cao và được bọc lót bởi tiền vệ trung tâm, người sẽ lùi về sau hỗ trợ các trung vệ trong việc bùi ắp. Đoạt cúp châu Âu, nhưng danh hiệu vô địch nước Anh tiếp tục lẩn tránh họ. Vì vậy, Jurgen Klopp yêu cầu toàn đội phải thay đổi một lần nữa. Kể từ đó, lối chơi từ cánh theo cách không đối xứng liên quan đến việc Robertson trồng biên cao hơn so với Trent Alexander-Arnold để khuyến khích khả năng tấn công trực diện của Robertson và khả năng tạt bóng đa dạng của Trent Alexander-Arnold. Do đó, Sadio Mane sẽ đá bó ở phía trong ở phía cánh trái, trong khi Salah xuất phát từ vị trí rộng hơn nhằm tận dụng khả năng rê bóng, cắt inside hay sẽ trở thành một tiền đạo trung tâm khi Firmino lùi xuống. Một sự thay đổi nữa có thể thấy ở hàng tiền vệ trung tâm. Cá nhân được chọn ở bên phải trong số 3 người, phổ biến nhất là Jordan Henderson, được cho phép tự do để tiến lên hoặc chồng biên với Salah hoặc hỗ trợ Firmino. Tiền vệ lệch trái ưu tiên bọc lót cho Robertson và tạo thành hàng hai người bên cạnh tiền vệ phòng ngự, thường là Fabinho, đứng sau những pha pressing đó. Jurgen Press từ lâu đã là thương hiệu của bóng đá Klopp. Đặc điểm nổi bật của cách huấn luyện của ông có lẽ là khả năng cân bằng các đội bóng thiên về tấn công, như ông có cả ở Borussia Dortmund và Liverpool. Mọi vị trí đều có khả năng đóng góp cho các pha tấn công ở 1/3 cuối sân. Thêm vào đó, khả năng chuyền chính xác của thủ môn Alisson có khả năng kích hoạt một đợt phản công nguy hiểm. Van Dijk là một trong những mối đe dọa đáng kể trên trong mọi tình huống cố định. Trung vệ đồng hương Joe Gomez có khả năng ném xa chính xác, và với Robertson lẫn Trent Alexander-Arnold, Liverpool có lẽ đang sở hữu cặp hậu vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới. Nếu như hoạt động như một tiền vệ duy nhất trước hàng phòng ngự của họ, Fabinho hoặc Henderson có tầm nhìn và đủ khả năng phất bóng dài cho những cầu thủ chạy chỗ ở tuyến trên. Hai tiền vệ trung tâm rộng hơn thường xuyên chơi với rất nhiều năng lượng và tốc độ, thực hiện những pha chạy chỗ tạo khoảng trống cho những người xung quanh. Phòng thủ và pressing. Áp lực của Liverpool tập trung vào việc giành lại bóng ở những vị trí nguy hiểm, càng gần khung thành đối phương càng tốt. Khi đối thủ đã bắt đầu mở rộng đội hình cho quá trình bùi ắp, đó là thời điểm dễ bị tổn thương hơn và những khoảng trống mới được tạo ra. Trong khi ưu tiên vây hãm người đang cầm bóng, các cầu thủ còn lại của Liverpool không tham gia trực tiếp vào đợt pressing vẫn sẽ cung cấp một sức ép khác để ngăn chặn nỗ lực hỗ trợ người cầm bóng. Các cách tiếp cận phổ biến hơn liên quan đến việc tập trung vào đánh chặn và đặt bẫy có tính toán, hoặc pressing với sự hung hăng và mong muốn đấu tay đôi trực tiếp với một cá nhân. Nhưng chiến thuật của Klopp phần lớn đều nhất quán. Ngay cả ở khi Liverpool, ông ấy mang đến một sự quyết liệt ngay cả trong những tình huống counter pressing. Họ đã trở nên đặc biệt thành công trong việc giành lại lợi thế ngay sau khi đối thủ đưa bóng về trước và họ giành chiến thắng trong lần áp sát đầu tiên. Điều đó chứng tỏ sức ảnh hưởng đối với các đối thủ chơi với đội hình phòng ngự lùi sâu và những người chơi muốn kiểm soát bóng dưới áp lực. Các tiền đạo cánh của Liverpool thường áp sát lên các trung vệ đối phương và nếu cần là cả thủ môn. Trung phong theo sát họ từ phía sau, đôi khi còn xuất hiện cạnh tiền vệ phòng ngự đối phương. Phía sau họ, những người ở vị trí tiền vệ trung tâm hỗ trợ và kèm người. Hậu vệ cánh của họ vẫn sẵn sàng dâng cao áp sát những người đối diện. Liverpool thường thành công trong việc hạn chế đối thủ kiểm soát bóng ở hai biên, tương tự như cách mà các cầu thủ đã tăng cường tiềm năng tấn công. Nó cũng mang lại cho họ một hàng thủ chắc chắn một cách ấn tượng. Những người ở hàng tiền vệ cung cấp năng lượng tương tự trong phần phòng thủ như khi họ tấn công. Alisson chơi như một thủ môn quét. Van Dijk tỏ ra uy quyền khi tranh chấp tay đôi trên không, đến mức anh ấy đã trở thành nhân tố không thể thiếu tại hàng phòng ngự. Với tất cả những điều chỉnh về lối chơi và con người, đó là cách Jurgen Klopp xây dựng Liverpool thành một đội bóng thách thức và chinh phục mọi danh hiệu. Các bạn vừa xem phong cách chiến thuật của Jurgen Klopp. Bài viết đầy đủ được đăng tải trên website foot45.com. Nếu thực sự thích video này, vui lòng ủng hộ team mình bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.